Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được xu thế phát triển của đất nước, tỉnh Quảng Ninh đã sớm xây dựng chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 với mục tiêu từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo mô hình chuỗi đô thị. Tỉnh Quảng Ninh phân thành 3 vùng đô thị, trong đó vùng đô thị Móng Cái gồm Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, thì thành phố Móng Cái là trung tâm vùng. Bám sát chủ trương và sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, hiện nay thành phố Móng Cái đang tích cực phát huy mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm, đồng thời mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hóa đô thị gắn với tăng quy mô dân số, hướng tới xây dựng một thành phố năng động, hiện đại, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Sở hữu nền tảng vững chắc bằng những định hướng, cơ chế rõ nét, thời gian qua, thành phố Móng Cái đã có sự đầu tư bài bản, bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Từ sự quan tâm chỉ đạo tầm nhìn chiến lược của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, thành phố vùng biên đã xây dựng và triển khai nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, lập và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế xã hội, tạo nên một Móng Cái ngày càng mang vẻ hấp dẫn riêng có. Tháng 7 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Móng Cái đã ban hành nghị quyết số 107 NQ-HDND về việc thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, chương trình phát triển đô thị thành phố Móng Cái được xác định phù hợp với chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở của thành phố và khả năng huy động nguồn lực của địa phương. Đồng thời, bám sát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển, thành phố Móng Cái tiếp tục cập nhật, bổ sung điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chủ trương định hướng lớn của tỉnh Quảng Ninh trong từng giai đoạn. Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Móng Cái hợp nhất với huyện Hải Hà thành một đơn vị hành chính đạt tiêu chí đô thị loại 1 theo hướng đô thị thông minh, văn minh hiện đại, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thành phố Móng Cái cũng tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Đây là dự án khu tái định cư tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 6 hectare. Các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách của thành phố với tổng kinh phí trên 109 tỷ đồng, tạo quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái. Dự án cũng là mục tiêu mở rộng quỹ đất dự trữ phục vụ phát triển kinh tế, phát triển đô thị và hoạt động thương mại, dịch vụ, thu hút thêm quy mô dân số, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp thành phố Móng Cái lên đô thị loại 1. Đến nay, dự án khu tái định cư tại phường Hải Hòa đã đạt 90% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thiện vào tháng 6 2023. Mặc dù công trình cũng đang thi công nhưng mà cũng vừa thi công vừa dân cũng đã nhận căn hộ và đã xây nhà ở. Chúng tôi cũng đang gấp rút và triển khai để hoàn thiện và cũng đỡ đưa vào bàn giao sử dụng. Những năm qua, thành phố Móng Cái luôn huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong năm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố được giao trực tiếp quản lý 60 dự án, trong đó có 37 dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang và 23 dự án khởi công mới. Năm nay, Ban tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 19 dự án. Nhìn chung, việc lập hồ sơ các dự án, việc triển khai thực hiện các dự án bàn giao đưa công trình vào sử dụng và việc giải ngân nguồn vốn các công trình đều cơ bản đảm bảo quy trình, thời gian và đúng các chế độ chính sách quy định của nhà nước. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Chất lượng tiến độ xây dựng được nâng lên,
năng lực quản lý các dự án lớn từng bước được khẳng định. Về phía ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào việc là trong công tác chuẩn bị đầu tư các công trình mới để thành phố tiếp tục phê duyệt và bố trí vốn. Đối với các công trình đã khởi công thì là chúng tôi sẽ tập trung và đôn đốc đối với nhà thầu thi công để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ của hợp đồng đề ra. Để thực hiện mục tiêu phấn đấu lên đô thị loại 1, thành phố Móng Cái đã tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng, tiếp tục chỉnh trang cải tạo khu đô thị trung tâm hiện nay. Bằng sự chung sức đầu tư của nhà nước và nhân dân cùng làm, trên cơ sở những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đến nay hầu hết các tuyến đường của từng khu phố đã từng bước khoác lên mình dáng vóc của một đô thị hiện đại văn minh. Đây là tuyến đường hoa kiểu mẫu đường Hùng Vương, khu phố 3, phường Ca Long, thành phố Móng Cái. Tuyến đường dài hơn 1 cây số từ chân cầu đến Ủy ban nhân dân phường Ca Long. 105 chậu lớn hoa sơn bột và hoa 10 giờ được đặt trên tuyến, tạo diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ca Long làm nòng cốt, phối hợp với các hội, đoàn thể, vận động nhân dân ở đây tự nguyện đóng góp trên 105 triệu đồng để thực hiện mô hình này. Chị em phụ nữ thường xuyên cắt tỉa chăm sóc cây hoa, góp phần xây dựng thành phố hiện đại văn minh. Mới đầu trồng thì chưa có hiệu quả gì, nhưng sau một thời gian quá trình thì ra hoa và cho tạo nên cái phong cảnh rất là đẹp, cho nên là các tuyến phố ở bên trong, các tuyến phố khác mà chưa có cái chậu hoa này là dân cũng rất là đồng tình hưởng ứng, và cho nên là hội phụ nữ cũng đang là muốn nhân rộng ra tại những các tuyến phố khác, là nhờ có sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, các công trình hạ tầng thiết yếu của phường Ca Long đã được hoàn thiện, đặc biệt là ở các khu đô thị mới, góp phần làm thay đổi diện mạo, đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phường Ca Long cũng tích cực tuyên truyền, vận động, làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật Xanh. Thời gian vừa qua ấy, thì cái diện mạo của thành phố nói chung cũng như là phường Ca Long và đặc biệt là khu phố 3 của chúng tôi đã có nhiều những cái bước phát triển. Với vai trò là người bí thư chi bộ làm trưởng khu thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi trước những cái sự đổi thay của địa phương. Phường Ca Long hôm nay đã từng bước vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong những điểm sáng của thành phố Móng Cái, lan tỏa mạnh mẽ cách làm, cách phát triển ra các cơ sở khác trong thành phố. Để có diện mạo mới như vậy, địa phương đã tích cực huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Trong những thời gian tới đấy, thì Đảng ủy, chính quyền địa phương có một số cái giải pháp để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Thứ nhất là về chỉnh trang về hè, chỉnh trang cây xanh và hệ thống điện trang trí. Đặc biệt là trong cái hệ thống điện trang trí thì các tuyến phố thì có lắp cái hệ thống camera an ninh. Thứ hai nữa là công tác lập lại cái trật tự đô thị trên toàn bộ cái hệ thống tuyến đường, cái tuyến vỉa hè. Thì có thứ nhất sắp xếp về trật tự an toàn giao thông, trật tự về trật tự đô thị, về công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện nghị quyết số 10 NQTU ngày 26 tháng 9 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Thành phố Móng Cái cũng huy động sự vào cuộc quyết liệt và tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân trong việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình hay, sáng tạo của các cấp, các ngành, đoàn thể đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu dân cư đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng chỉnh trang cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Thì trong những năm qua,
thì công ty chúng tôi cũng đã rất là quan tâm trong cái việc mà đầu tư trang thiết bị, máy móc phương tiện như là máy thổi lá cây, rồi xe quét hút bụi, rồi xe tưới nước rửa đường và các cái loại phương tiện khác để đáp ứng được cái nhu cầu và dịch vụ của thành phố giao. Thì đối với công tác vệ sinh môi trường thì là chúng tôi thực hiện công tác vẫn gom rác ngày 2 lần và bổ sung thêm 1 ca trưa đảm bảo làm sao mà thu gom rác hết rác trong ngày. Và với cái quy trình là thu gom rác khép kín và chúng không tiếp đất, chúng tôi thu gom rác về đến điểm tập kết và đồng thời là xe vận chuyển cũng thực hiện nhiệm vụ là thu gom vận chuyển đến bãi rác xử lý rác của thành phố. Đây là nhà máy xử lý chất thải rắn của thành phố Móng Cái do Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Miền Đông làm chủ đầu tư. Nhà máy được xây dựng tại km 26 thôn 5 xã Quảng Nghĩa với mục tiêu xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường của thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà. Tại đây, các khu xưởng được bố trí tách biệt gồm khu xưởng chính để phân loại rác và xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh, khu xử lý nước thải, xưởng xử lý vô cơ, đóng gạch block, xưởng xử lý nhựa, xưởng phân loại và lò đốt rác, xưởng cơ điện và các công trình phụ trợ khác. Công suất xử lý của nhà máy khá lớn, đáp ứng tốt nhu cầu của thành phố. Trong quá trình hoạt động, công ty đã áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến máy móc thiết bị, quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất, đem lại những giá trị cao hơn cho công tác bảo vệ môi trường. Và liên quan đến cái việc mà đầu tư, chúng tôi đã chọn những cái công nghệ nó phù hợp, thích ứng được với cái xử lý rác thải của Việt Nam. Cụ thể là công nghệ chúng tôi chọn là nó đảm bảo được cái việc mà xử lý triệt để rác thải, đồng thời lại tạo ra được những cái sản phẩm hữu ích cho xã hội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có sự hợp tác kết hợp được với rất nhiều các cái nhà khoa học và các cái đơn vị có uy tín trong cả nước để cùng đồng hành giải pháp và tìm giải pháp cho cái việc mà xử lý rác được hiệu quả hơn. Trong phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh được xác định theo hướng một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển. Trong đó, tỉnh định hướng tuyến hành lang phía đông tập trung phát triển đô thị từ Hạ Long đến Móng Cái theo hướng phát triển chuỗi đô thị sinh thái, dịch vụ, thương mại, du lịch tổng hợp cao cấp, nông nghiệp sạch, công nghệ cao và kinh tế biển, lấy phát triển công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp, phát triển khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là hai mũi đột phá. Thành phố Móng Cái đang nỗ lực triển khai phát triển theo định hướng này. Những cây cầu mới, đường mới, cửa khẩu mới, hàng loạt dự án đô thị, dịch vụ, thương mại mới đã và đang được thành phố xây dựng, mang lại diện mạo đô thị cửa khẩu hiện đại, khang trang và sầm uất cho Móng Cái. Mở rộng cửa thu hút đầu tư cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để thành phố đẩy nhanh tốc độ phát triển. Với cách làm bước đi bài bản, Móng Cái đang lặng lẽ vươn mình, dần trở thành thành phố năng động, thành phố thông minh, nơi vùng Đông Bắc địa đầu Tổ quốc.